Tiếp tục chào đón quý vị và các bạn một video. Đây là một cái cốt xanh cây 8 tầng. Hiện nay thì anh đang để một cái tầng 1 này. Cái tầng 1 lên đây thì nó lại nếu mà nó có một cái mầm chỗ này thì chúng ta có thể thiết kế tốt hơn, nhưng mà hiện nay cái vế này nó không ra mầm. Tôi đang định nghiêng nó ra và tôi xem nó như nào. Nếu mà được thì có khả năng là tôi sẽ bỏ cái đoạn này đi. Được chưa? Nhờ đồng chí gì cho nghiêng hộ cái. Khoan, thêm người, mới lại sẵn một cái hòn gạch để kê vào đấy. Khi mà nghiêng phát là kê nó. Cái đồng chí gì đâu chứ. Khéo lật đấy. Đấy. Ôi tạm nghỉ tí đi. Rồi, bỏ hết gạch vào đấy xong rồi trồng cho nó cao nữa đi nhá. Khả năng con này phải làm phương án đấy. Nữa đi, cái nghiêng tí nữa đi. Kéo. Cứ nghiêng tí nữa đi. Đấy, tầm như thế đi. Ok. Thôi được rồi, tạm thế đi, để ngắm đi. Tôi mới phấn nữa chứ. Dọn cái này. Bây giờ thì các bạn thấy khi mà nghiêng thì cái tay này nó khoe được cái đường chạy này. Đó, và nó khoe được các cái u bíu của cái cốt này. Đó. Mà nó giảm được cái chiều thẳng đi. Và bây giờ thì tiến sự quyết định móc méo cái này đi, làm u cục và giải mã cái điểm này đi. Quét xong rồi rửa đi tí nhá. Không để một lúc không rửa nó có đi thì chút thì nát. Đây là thằng em Thủ Tín rồi, nó thích lắm đấy, nghe về phát là nó lấy dây mà buộc vào để cắt cơ máy. Đấy, cây này sẽ trồng nghiêng như thế này. Nó sẽ khoe được những cái u bíu này, khoe được cái đường chạy này, cái nghệ thuật nó sẽ cao hơn. Bây giờ ví thế ra rồi cắt tạo sẹo cái chỗ đấy xem như thế nào. Từ nhá. Anh bỏ ra, bỏ tay ra. Bánh khai không? Tạm đi. Căng vào. Gạch mà nó bị. Rồi.
Lấy gì nhỉ? Lấy cái sơ dừa bó luôn. Xem anh may xem sơ dừa mới lấy cái bó này. Cái này là cắt xong bắt đầu là chúng ta dựng ngọn rồi bắt đầu bó sơ dừa vào các bạn nhé. Bó sơ dừa để cho nước mưa nó không vào đây được. Tháo nguyên đốt ra rồi. Liền. Phải thổi đất đi. Cưa cả cát. Cưa. Cưa bảo nó dọn đi, cắt thì mấy. Cưa này con bé đẹp đấy nhỉ. Hôm nay có anh là nhà vườn anh là anh Chính. Vâng, quý vị các bạn có thể tới nhà vườn của anh Chính nhá, một trong chủ nhân mà trước đây đã sở hữu cây cái gì nhỉ, vạn cổ lưu phương. Hiện nay ở vườn của anh còn có rất nhiều, anh em có thể đến giao lưu tại xã của anh là xã Hồng Thái, Phú Xuyên các bạn nhé. Vâng. Dạ. Xã này xã An Tiến. Không, bác ra dưới.
Chính thì lúc nào cũng đẹp trai rồi. Cũng ảnh to. Tưởng sư thầy là vẫn lại trên cái phôi xe này rất đẹp. Vâng. Hôm qua quyết định cắt bỏ đi một ngọn thì ý bác thế nào? Vâng. À, cái này của đồng chí ấy. Cái thứ nhất là nó già. Vâng. Rất già vô cùng. Rất già đúng không anh? À, đây. Yeah, rất là quý. To thế này mà già này nó cũng rất hiếm. Vâng. Chất sau. Si là si quê xịn, quê Phú Xuyên, Hà Nội. À, quê Phú Xuyên. Xịn luôn đấy. Đấy. Sau chỗ này là chỗ này này. À, ok anh. Anh Chính đang bình phẩm về một cái si chất rất là già. Hôm qua tiến sự cũng quyết định cắt bỏ đi một số cái điểm. Chúng ta lại trở lại cây xanh tán tầng mà tiến sự vật nghiêng ra để cho nó khoe được các cái bíu này và sẽ dựng cái ngọn này dần lên. Đây các bạn thấy cái đường chạy này rất là đẹp. Chạy rất đẹp. Được chưa? Và các bạn nhìn thì lúc này chủ nhân đang chuẩn bị xay sang một cái chậu mới và chuẩn bị thay thì bắt đầu cây sẽ được dựng lên để khiêng. Và chúng ta nhìn nếu mà để đứng như thế này thì chúng ta sẽ không cảm nhận được cái đẹp của cái cây tán tầng này, mà nó phải nghiêng giống như lúc nãy. Và bây giờ chuyển sang chậu mới thì tôi lại bắt đầu nghiêng các bạn nhé. Ok, mời các bác cùng khiêng. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, một cây xanh tán tầng thì nó có rất nhiều cách chơi các bạn nhé. Ba vai rồi là vật rồi úp vân vân. Nhưng mà cây này thì các bạn thấy là tiến sự vừa mới dựng lên thử, nhưng mà các bạn thấy là nó sẽ không khoe được tùy từng cây. Như cái cây này mà chúng ta nghiêng thì nó sẽ khoe được cái bíu này, cái đường chạy này. Và đây là tiến sự cố gắng tạo sẹo cũng như là tạo u bíu để sau quá trình thời gian chúng ta chăm sóc thì nó vén vào, thì nó sẽ tiếp tục cho chúng ta những cái u bíu, và khi mà nó tối màu đi thì nó hòa đồng thành đây là một cái thân. Và đây là cái ngọn các bạn nhé, tôi đang đánh vào đây. Và đây là cái đường vừa tay phóng này, vừa là tay nghệ thuật. Thì các cái điểm thì gần như là tiến sự cũng đã chia ra đây rồi, chúng ta chỉ chăm sóc cho nó to, nó cân xứng thôi. Video này tại nhà anh nhiếp ảnh tại xã gì nhỉ? Xã Nam Tiến, Phú Xuyên. Xã thì tôi không thể nhớ được, nhưng huyện thì tôi nhớ. Video này ngoài ra thì anh còn có rất nhiều những cây khác, quý vị các bạn có thể tới đây uống trà và thưởng ngoạn. Tiến sự xin kết thúc video ở đây, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong một video sau. Thank you.